Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Buổi nay sẽ giới thiệu cho một số những anh em về tiền quốc tế cả nhà. Thì tiền xưa thì đợi video sau ha. Rồi, tờ đầu tiên Zambia 40k một tờ. Loại này bằng polymer ha. Anh em nào chưa có thì đặt bên Tèo ha. Nhớ ha, nếu mà nhắn tin qua Zalo, tại vì nhiều loại quá sợ mình không nhớ giá ha. Nhiều lúc mình nói giá cao mất công. Thì anh em cứ tự động cộng giá và cộng 30.000 ship cho Tèo ha. Nếu mà anh em mua đấy, cứ kết bạn Zalo và nhắn tin qua Zalo giúp Tèo ha. Zambia bằng polymer nha cả nhà, 40k một tờ. Rồi, tờ tiếp theo đó, Papua New Guinea nha cả nhà. Rồi, 50k, mẫu này cũng bằng polymer luôn. Nicaragua, mẫu này cũng polymer ha. Tờ này thì nó rẻ cả nhà, 40k một tờ. Rồi, Paraguay bằng polymer luôn. Đấy, tờ này thì 50k nha cả nhà. Tiếp theo là Mozambique polymer luôn. Đấy, anh em nào mua nhớ nha, nhắn qua Zalo giúp Tèo nha cả nhà. Mozambique này, mẫu này thì 50k một tờ bằng polymer nha cả nhà. Tiếp theo cũng polymer luôn, Ai Cập 50k một tờ. Khá là đẹp nha cả nhà. Những cái mẫu này bằng polymer nè, cho nên anh em nào mua thì mình cộng lại thôi. Tiếp theo là Thái Lan, cũng polymer luôn, 40k một tờ. Tiền tất cả đều là tiền mới nha cả nhà, cho nên anh em nào mua thì nhắn qua Tèo thôi. Rồi, Kuwait 1 đồng 1 dinar nha cả nhà. Đây là mẫu Kuwait cũ. Đấy, 1 dinar. Đây, 1 dinar như đổi ra được 70 mấy ngàn tại Việt mình á. Nhưng mà cái mẫu này mẫu cũ thì hình như là không còn sử dụng nữa thì phải. Mẫu này bằng cô tông giấy nha cả nhà. Thì Kuwait này 70k một tờ. 70.000 một tờ là dưới tỷ giá ha. Dưới tỷ giá ha. Mẫu này là mẫu cũ nha cả nhà, anh em lưu ý ha. Rồi, tiếp đến là Nhật. Mẫu này là tiền của quân đội Nhật ha. Tiền xưa nha cả nhà, không phải là tiền đang sử dụng ha. 50k một tờ. Rồi, Jamaica, cái tên tiếng Anh thì nó như vậy nha cả nhà, cho nên mình đọc chỉ như vậy thôi. Đó, Jamaica, mẫu này thì 60k một tờ, 50 đô la. Những anh em nào chưa có thì có thể mua và nâng cấp thêm ha. Rồi, tiếp theo là Hàn Quốc, mẫu này thì 40.000 một tờ, tỷ giá thì có mười mấy ngàn thôi ha. Rồi, tiếp theo Jordan ha. Tờ này là của Jordan ha, khá đẹp cả nha. Nó giống cái biểu tượng của mấy tờ tiền của Ả Rập đồ á, cũng khá là đẹp. Tờ này 90k một tờ nha cả nhà, nhớ ha, 90k một tờ, khá là đắt á, không có rẻ ha. Rồi, vì Namibia, nước này là mình cũng chịu luôn á. Mình đọc tiếng Việt thôi nha cả nhà. Tờ này bằng cô tông ha. Đấy, bằng giấy cô tông, khá đẹp. Bóng chìm và phát quang đầy đủ nha cả nhà. Cho nên anh em, bên Tèo bán là hàng bao chuẩn thật hết tất cả nha cả nhà. Hàng thật ha. Rồi, mẫu này thì 60k một tờ. Rồi, Uruguay polymer. Uruguay ha, mẫu này bằng polymer. Đấy, anh em nào mua thì nhắn Tèo thôi. Mẫu này có 50.000 một tờ thôi. Bữa nay mình nhập mấy cái hàng, nói chung mà chỉ có một số nước lạ thôi, còn lại là tất cả đều là hàng mình đã quay rồi cả nhà, cho nên mình quay lại thôi. Wanda, Randa gì nè, nói chung là mình cũng chịu luôn. Có hình con bò ở đây cả nhà. Thì cái tờ này, Wanda này thì 60k một tờ. Tiếp đến là Solomon ha. Ở mặt sau này là để Island gì nè, 2 đô la. Mẫu này thì cũng 60 nha cả nhà. Tờ này lúc trước mình có quay cái video cũ rồi ha, cho nên từ từ mình lát nữa mình quay lại ha. Rồi, Ecuador, đa số những cái mặt hàng này nó
vài chục ngàn một tờ, cho nên mình quay trước ha. Tại vì những cái hàng lát rẻ rẻ hơn thì mình sẽ quay sau ha. Ecuador nha cả nhà. Nói chung là mẫu này thì đa số là nước lạ thôi, à mình nhiều lúc mình đọc rồi còn không ra luôn. Ecuador này giá bán là 60.000 nè. Mexico 60k một tờ. Mexico đợt trước mình bán bộ nhưng mà hết bộ rồi cả nhà. Rồi tiếp đến là Nam Phi. Tờ này đắt nha cả nhà, 60k một tờ. Rồi tiếp đến là Nhật, 150k 500 yên ha. Canada thì còn đúng một tờ nè, 200k. Đây. Rồi, tiếp theo thì mình đánh qua thằng cũng là Qatar. Qatar nha cả nhà. 30.000 một tờ. Mẫu này là 2 đô, 1953, 200k một tờ. Rẻ hơn lúc trước khá là nhiều nha cả nhà. Những anh em nào đặt lúc trước á, tầm khoảng 250.000 một tờ, anh em thấy rẻ thì anh em đặt thôi. Rồi, 2 đô 1976, mẫu này là tiền xưa ha. Hơi cũ nha cả nhà. 120.000 một tờ. Thằng này lúc trước mình quay là giá 50k một tờ nè. Thằng này của thằng thằng gì quên luôn rồi, quên mất tiêu luôn. Lâu quá mình không quay luôn cả nhà. Rồi tiếp đến là thằng này là 10 10 sen, cái này là sen ha, 10 sen của Nhật nha cả nhà. Mẫu này là tiền xưa, không phải là tiền đang sử dụng ha. Giá bán là 50k một tờ. Khá là lâu rồi, bán cho hết luôn cả nhà. 1.000 Indo, mẫu này là tiền cũng tiền xưa luôn. 1.000 ha, 1.000 nha cả nhà. Của Indo ha. Đấy, 50k một tờ. Và cái mua may bán đắt, mẫu này mình bán 60 lâu rồi. Rồi, tiếp theo. 10 đồng của Maldives. 10 đồng ha, 80k một tờ. Iraq thì mình bán 30k nè. Rồi tiếp theo là Singapore 60k. Mẫu này cũng bằng polymer ha. Con chuột đợt trước là giá cao, đợt này thì 80.000 một tờ thôi. Bằng polymer ha. Của Tommy Pen gì nè. Nó cái nước của nó là nó đọc là tôm gì nè cả nhà. Không rành lắm. Romani 40k nè. Thằng này là của bằng cũng polymer ha, thằng Romani bằng polymer nha cả nhà. Rồi Barcelona polymer 30k. Tobacco mẫu này mình bán 20 thôi cả nhà. Tờ này cũng vậy luôn, cũng bằng polymer luôn ha. Như mẫu Nigeria dưới thằng Malaysia này ha. Hai mẫu này bằng polymer nè, 20k một tờ thôi. 10 đô la Hồng Kông cũng polymer luôn, 60k. Còn cái tờ cái bộ cả nhà. Cái bộ này đợt trước mình bán hình như là cả trăm rồi nè. Mẫu 20 đồng ha. 90 thôi. Tờ này 30k, mẫu này thì 50.000 một tờ ha. Mẫu 10 đồng. Rồi, rúp Nga cũng bằng polymer luôn ha. 100 rúp. Mẫu này thì 120.000 thôi. Rồi tiếp theo thì sẵn quay luôn một lần luôn. Long lăng quy phụng 80.000 một bộ. Rồi mà Brazil nè. Myanmar hai tờ Bhutan ha. Đấy, ba nước thôi. Tiền thật nha cả nhà, phải tiền tào lao đâu. Mẫu này thì 30k một tờ. Iraq và Iran ha. Đây, này là của Iran nè, này của Iraq nè. Rồi tiếp theo sẵn quay luôn một lần luôn cho cả nhà xem luôn này trước đi. Singapore 50k. Trung Quốc thì anh em nên lấy tầm khoảng 5 tờ đến 10 tờ ha, còn giá lẻ thì vẫn 20.000 một tờ. Somaliland 30k. Honduras 30 nè. Somalia 20.000. Nhật Bản nha cả nhà, trăm yên thôi, 50k. Rồi tiếp theo là đến Lào 80k.
Lào này là Lào xưa nha cả nhà. Hàng 10 rupee. Mẫu này thì anh em rẩy thì 20 thôi, Cuba thì 30 nè. Rồi. Tiếp đến là cái mẫu 15 này đợt trước mình bán 30k một tờ ha. 30k một tờ cho dễ tính ha. Hàng này thì Tobacco, mẫu này thì bằng 20k một tờ. Tiếp theo là Zimbabwe. Zimbabwe này gồm có 10 tỷ và 20 tỷ thôi. 10 tỷ thì 70, 20 tỷ thì 70.000 đồng giá đi cho dễ tính ha. Triều Tiên còn đúng một tờ duy nhất ha, anh em nào lấy thì lấy ha. Mẫu này thì tiền xưa thôi, 1978 ha. 50k. Rồi tiếp theo là Liban. 30.000 thôi cả nhà. Maldives thuận bờm xuôi gió ha. 60k. Rồi Philippines 40k một tờ. Tiếp theo thì anh em nào đặt combo đi. Mình ráp những cái nước rẻ thôi, 10 tờ 10 nước. Rồi, video này đây, Lào nè, gồm 1.000 của Lào nè. Đấy, 100 đồng của Myanmar, này của Trung Quốc nè. Rồi, tiếp đến là Venezuela, Malawi. Còn này là của Campuchia, rồi Mông Cổ nè. Nepal, hàng này của hàng Triều Tiên ha. Rồi tiếp theo mã đáo thành công. Mã đáo thành công của Uzbekistan ha, 10 tờ 10 quốc gia. Mẫu này thì tài bán 100k, tính ra là 10.000 một tờ đấy. Rồi cái bộ này anh em nào đặt ha, riêng cái bộ này đợt này bao ship 100k một bộ, bao ship. Còn tất cả những cái mặt hàng này tại không có bao ship nha cả nhà. Anh em nào xem cuối video thì nói chung có rồi thì bỏ qua ha. Rồi 100k bao ship thì có một số đợt mình không có bao ship nha cả nhà. Mình bao ship trong vòng 1 tuần, thì anh em nào 1 tuần đến 2 tuần ha. Nói chung là video này mình quay là cái thời điểm này là cái ngày 25 tháng 2 đấy, kết thúc là ngày 30 tháng đầu tháng 3 nha cả nhà. Thì mình sẽ bao ship ở toàn bộ cái hàng này. Còn những cái mặt hàng này mình không có bao ship nha. Những mặt hàng này đa số là lấy giá cao cả nhà, cũng không có rẻ đâu. Đấy, 10 tờ 10 quốc gia nè, 100k bao ship. Rồi ở đây thì hai tờ hồng Phát Hưng. Mẫu này thì cái nhãn tem thôi, tem thời xưa cả nhà. Mẫu này thì năm 1960 mấy tới giờ nè. Cái cặp này anh em lấy thì mình để 50k một cặp cả nhà, bán cho vui á. Đợt trước hình như mua cũng 50-60, lâu lắm rồi cả nhà. Cho nên cái cặp này là cái nhãn tem thôi. Mẫu ở dưới là nó để chữ mậu thân 1968 ha, hộ chữ thập đỏ, bán hàng từ thiện, cứu trợ nạn nhân chiến họa. Nó đại chữ chiến họa ha. Mẫu này là của người Hoa. Người Hoa nha cả nhà. Những cái tem phiếu này là của người Hoa ở Sài Gòn ha. Người Hoa ở Sài Gòn ngày xưa ha. Mẫu này có mộc 1968 nè. Năm mậu thân. Rồi, 50k một cặp này thôi. Rồi, video này mình quay ngắn gọn như vậy thôi, anh em nào đặt nhớ ha. Cộng 30.000 ship dùm tèo nha cả nhà. Rồi xin chào tạm biệt anh em nha.